I'm vengeance. Hello bro, នេះស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់វីដេអូថ្មីអូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកនិយាយពីFIFA Mobile វិញម្តងដោយសារតែគ្នាយើងបានស្គមមិនសួរច្រើនមែនទែនតទៅនឹងកន្លឹះការលេងsetting FIFA Mobile ហ្នឹងគឺច្រើនមែនទែនខ្ញុំព្យាយាមធ្វើរកពេលធ្វើអត់បានទេអ្នកនាងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកប្រាប់អ្នកនាងពីរបៀបsetting ឲ្យមានទៅក្នុង graphic setting máu hay ni cứ gì setting này nhom lên nó không bị tổ môn năng này nè đó này bọc chỉ khơi nhé ở miền tu sĩ chôn đây chẳng nằm bay ở miền tu sĩ chôn này đó cái này ai thưa cả cái nào tận địa bàn này đó cái này ok chẳng anh ấy cứ hàng lớn ấy cứ gì cả setting thoải mái ra hay nhom còn đây thưa cả tệ trả đây nằm bay đang khai tận nát đây ở miền tu sĩ chôn chẳng cái này chẳng nè đó nè trong ban sự dịch chốt nè đó nè bà con chỉ mong mời lại bị ground ground này cứ đồng bọn nè đó nè bà con chỉ lâu ấy chẳng cứ nè đó nè đang ở miền sự dịch chốt đây bà con chỉ nè đó nè trong ban miền sự dịch chốt trong stadium nè đó nè nè cho cho mẹ điểm được có hai cái bàn ấy tại giờ ta mẹ điểm ở bàn ấy hay những thứ cả xéo tọa máu về đường xua về đường bạc biển hà bà cho ngồi cả cái đang miền thật tiếp tọa tại start game mùi ok chẳng tập phần năng tới vì chọc tập group hay chẳng nhầm năng thời gian để start game làm quánh hay chạm bờ ta ở mình thử dịch cho rõ chẳng ok ta ok nè đó nè nè kì tất phía bà tỏa bị nhầm thời gian để start game máu cứ nè đó nè mang khơi nhắn cứ mình thử dịch cho con coi màu về nháy vì ở đội môn đấy đội môn dân khơi là cả ấy chẳng đội cả lên mà chẳng hoàn covid lực môn nhắn cứ ở mình nè coi thế tạo tao cứ dân mình fanpage stadium tại mà đoàn năng ai sẽ không tại nè đó nên nâng ai thuở bán hay chung phùa nè đại miền tu sập nơi cũng rất mà chung mà anh nâng nghe cái đảo tu sập bằng tay đại mà chết phây đấy miền tu sập chân từ phía lên từ phía bình phần này này năng ai cứ nâng nông nâng nông video nâng kì nhau miền đập bằng anh đấy con trai mới đang thay ca sẽ đào một mình chọc video khi nào ốc này cho các sở ngày đi các bạn từ lớp rumi này còn comment một cái có chỉ youtuber đã chui subscribe nè mùi phong nắng hai con trai mới đang chụp nhiều video bạn thôi bye bye.